Chào mừng các bạn đến với Bắp Channel, kênh thông tin giải trí nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là bản tin chính trong ngày hôm nay. ST Sơn Thạch buồn như mất sổ gạo khi Lan Ngọc ưu ái Ria hơn. Nếu các nghệ sĩ khác đón một ngày lễ Valentine trong không khí lãng mạn, thì Ninh Dương Lan Ngọc chơi ngược lại hẳn. Nữ diễn viên quyết tạo moment cùng ST Sơn Thạch và Ria với dàn nhạc Cây Nhà Lá Vườn vào tối ngày 13 tháng 2. Tập 3 của chuỗi series vlog Lại Nhà Nọc Chơi tiếp tục được lên sóng. Đặc biệt, khách mời tuần này là ST Sơn Thạch và Ria. Nói về Lại Nhà Ngọc Chơi, đây là chuỗi vlog mang đến cho khán giả nhiều điều mới mẻ, thú vị đến từ nữ chủ nhân của Ninh Dương Cung. Ngoài ra, các khách mời trong chương trình cũng sẽ đem đến những câu chuyện thú vị, đầy tâm linh nhưng không kém phần hài hước, vui nhộn và tràn ngập tiếng cười. Vì được biết sẽ phát sóng vào một dịp đặc biệt, ngày lễ tình nhân 14 tháng 2, nên ngay từ đầu tập 3, Lan Ngọc đã tốt bụng, nhiệt tình cầu cho thời tiết hôm đó sẽ trời quang mây tạnh, mưa thuận gió hòa, để ngày lễ tình nhân của các cặp đôi yêu nhau sẽ diễn ra thật trọn vẹn và hạnh phúc. Nói về nội dung của tập 3, Lan Ngọc chơi lớn khi một lần nữa, nữ diễn viên tiếp tục thể hiện niềm đam mê ca hát luôn hừng hực và cháy bỏng trong mình bằng cách bán hẳn TV để dựng sân khấu, thuê đội karaoke, xịn sò và hát hò thả ga cùng hai khách mời. Một điều thú vị hơn ở tập 3, ST Sơn Thạch không ngừng cà khịa gu âm nhạc mặn mà giọng hát trời phú của Lan Ngọc. Riêng cậu út Huya lại bênh vực đàn chị, nhiều người hát quãng trên quãng dưới, còn chị Ngọc lại chọn hát quãng ngang, em nghĩ đó là gu của chị Ngọc. Thậm chí giọng ca anh thanh niên còn cho rằng việc Lan Ngọc dùng nội công để hát là nhằm thể hiện sự da diết, cảm xúc và nội lực trong giọng hát, khiến nữ diễn viên cười chỉ có thể ngượng ngùng và tự thấy sai trái. Để tăng bầu không khí thêm phần sôi động, náo nhiệt, Lan Ngọc đã tạo ra một thử thách nhỏ cho hai nam khách mời, đó là đoán tên bài hát thông qua những hashtag gợi ý. Kết quả là ST Sơn Thạch dễ dàng giành lấy chiến thắng trước tấm chiếu mới Huya do bản thân vốn dày dặn kinh nghiệm và hoạt động âm nhạc từ lâu. Mặc dù không ít lần được đàn chị Lan Ngọc nhắc bài, thế nhưng Huya vẫn không thể vượt mặt đàn anh. Về phía ST Sơn Thạch, anh đã có chút hụt hẫng nhẹ. Có thể nói, tập vlog tuần này là cơ hội để Lan Ngọc tỏa sáng khi nữ chủ nhân của Ninh Dương Cung liên tục ca hát không ngừng nghỉ. Thế nhưng nhờ vậy mà khán giả có thể thấy được tình yêu âm nhạc mãnh liệt, nồng cháy cùng kho tàng âm nhạc khổng lồ, phong phú và đa dạng của người đẹp, từ nhạc trẻ đến bolero, từ nhạc xưa gắn liền với thế hệ tuổi 9X, 8X đến nhạc bắt trend TikTok hiện tại. Điều này khiến cho không khí tập 3 vô cùng náo nhiệt hài hước, nhưng cũng không kém phần dễ thương. Đặc biệt đến cuối tập 3, nhóm nhạc 3 thành viên Ninh Dương Lan Ngọc, ST Sơn Thạch và Huya đã cùng nhau gửi đến khán giả các khúc yêu như một món quà gửi đến các cặp đôi yêu nhau nhân ngày lễ tình nhân 14 tháng 2. Nữ diễn viên cũng mong muốn khán giả sẽ ủng hộ sản phẩm lần này của mình khi kết hợp cùng ST Sơn Thạch và Huya.